Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay em có test cục đẩy Class D 2 kênh công suất lớn. Con này thì công suất thì nó là 1500W trên một kênh ở chế độ 8 ô. Về cái nội thất thì em đã mở cho anh em xem rất nhiều rồi. Con này chỉ sử dụng 4 sò chạy biến áp xuyến tròn anh em nhé. Rất to và rất là bự luôn. Thì hôm nay em sẽ test cục đẩy LA2150 này cho bác Nguyễn Văn Hải, bác ở tổ 6 phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Thì như anh em cũng có thể nhìn thấy đây, tất cả đều là hàng nguyên thùng. Và bây giờ bên em sẽ bóc hộp và sẽ test hàng trước khi gửi cho bác. Thì với những cục đẩy này thì anh em có thể biết được rồi, bên em mở nội thất cho anh em. Tụ của nó, tụ chỗ trị số rất lớn. Và nguồn thì đều là nguồn đồng, công suất rất lớn anh em nhé. Anh em có thể dùng đánh cho phun đôi hoặc xúc kép đều có thể dễ dàng anh em nhé. Công suất rất lớn. Và như anh em có thể nhìn thấy đây, toàn hàng hai lớp thùng hết anh em nhé, nguyên đai nguyên kiện, bọc hàng test trước khi gửi cho bác khách. Đấy, thì cùng mở ra để anh em cùng thấy được cái cục đẩy này, hai lớp thùng anh em nhé. Và đây anh em có thể nhìn thấy bên trong này, nó lại được bọc một cái lớp xốp để chống sốc đây anh em nhé. Lớp xốp này khá là dày anh em nhìn thấy không? Đấy, bên trong là máy. Máy này thì được đóng gói rất là kỹ. Đấy, hàng chính hãng của lưới cao cú tích anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy lớp thùng này đấy, hàng xịn sò luôn, lưới LA2150. Anh em có thể chơi xúc kép từ 220 cu 100, hoặc là anh em có thể chơi phun đôi 40 như con 725 ấy, từ 220 cu 100, đánh dư giả công suất tới tất cả anh em luôn đấy. Thì anh em có thể thấy đây, và đây là em nó, và anh em cùng thấy đều là hàng mới. Và như anh em có thể nhìn thấy đây, hàng mới nguyên thùng xốp. Ở bên này thì em cũng có một con để demo test hàng trước khi gửi cho tất cả anh em rồi. Con này là con demo bên ngoài, thì anh em nào có nhu cầu ghép dàn, test công suất công lực của nó thì bên em sẽ lấy những con này ra, và khi gửi cho anh em thì đều là hàng mới đây. Anh em có thể nhìn thấy lưới acoustic là 2150. Công tắc nguồn của nó thì ở bên tay phải anh em nhé. Bên chính giữa thì nó sẽ có hai cái chiết áp để chỉnh volume cho hai kênh, và nó sẽ có một cái màn hình hiển thị nhiệt độ và âm lượng to nhỏ của cái cục đẩy này. Anh em thì nhìn thấy rất là mới đúng không ạ? Và đằng sau của nó thì sẽ sử dụng, nó là dây nguồn liền anh em nhé, dây nguồn hai chấu, dây nguồn liền, và các cầu loa và các cầu đầu vào input. Đầu vào thì như anh em có thể nhìn thấy, đó là sử dụng tất cả, đó là rắc canon hết đầu input. Và đầu output, đầu link ra các cục đẩy khác thì nó cũng sử dụng tất cả, đó là cầu canon. Và các chế độ gạt này thì bên em đã gạt cho tới tất cả anh em rồi. Và ở đây nó cũng có hướng dẫn hết anh em nhé. 1, 2 là set A, 4, 5 là set B. Đấy, có thể hướng dẫn cho anh em hết rồi. Ở đây là cái độ nhạy này. Đấy, cái độ nhạy. Và đây là cái cầu gạt này, Steel và Bridge anh em nhé. Đấy, Molo input là cắm đầu vào, nào nó sẽ ra đầu ra đấy. Và đây nó sẽ sử dụng cầu xoắn anh em nhé, cầu xoắn này đấy. Bridge thì anh em cộng nó sẽ là bên này, và âm nó sẽ bên này, ký hiệu hết tới tất cả anh em, và cũng đều có ký hiệu hết cho anh em, đó là rắc ra loa set A, set B, và set AB này sẽ là cầu đánh bridge anh em nhé. Bridge thì anh em cắm vào đây, set A cộng B. Và bây giờ bên em sẽ test cái cục đẩy này trước khi gửi cho bác. Và hôm nay em sẽ thử đó là công lực của nó. Một kênh em sẽ đánh cho một cặp full, và kênh còn lại thì em sẽ đánh cho một quả súp kép 50 từ 220 cu 100 của bên em, để anh em thấy được cái sức mạnh của nó, mỏng gọn nhẹ anh em nhé. Với những cục đẩy 1500W thì anh em có thể dùng những cục đẩy class H hoặc là class AB, nó rất là nặng, tầm khoảng 45-46 kg. Thì với những cục đẩy Class D này, công suất cũng rất lớn, chỉ với độ nặng của nó chỉ tầm khoảng 20 kg thôi anh em nhé, tầm khoảng 20 kg cả thùng. Đấy, và bây giờ em sẽ cho lên và sẽ test thử tới tất cả anh em. Và sau khi em đã bật công tắc nguồn và em đã phối ghép, ở đây thì em có cắt cốt trên những chiếc máy lưng tiếng giá rẻ, đó là Debix EX3000 Flut với giá đó là 1.200.000 đồng. Thì anh em cùng nhìn ở đây thì em chỉ đánh một cổng đầu ra xuống cổng kênh A để em đánh ra một cặp full 30, và từ cổng súp anh em có thể nhìn thấy, từ cổng súp trên máy lưng tiếng thì em đánh xuống cổng B để đánh cho một quả súp kép từ 220 cu 100 bên em.
Full đây sử dụng đó là V12 của lưới Aquatic với giá 800 đồng một cặp em nhá. Xúc kép bên em. Con này thì công suất ở 4 ôm nó là 1600W một quả anh em nhá. 1600W một quả. Xúc kép từ 220 cùng 100 với giá nó là 15 triệu đồng một quả. Thì với những cục đẩy này nó đã là công suất của nó là 1500W trên một kênh ở chế độ 8 ôm và 4 ôm của nó thì lên tới hơn 2000W. Trên 2000W thì nó có thể đánh dư công suất của những cục súp 1600W ở chế độ 4 ôm này anh em nhé. Và bây giờ em sẽ thử cái tiếng của nó để cho anh em cùng nghe thấy cái độ uy lực của nó như nào. Đấy. Ở đây thì nó có màn hình hiển thị anh em nhé. Đây là độ C, cái nhiệt độ của nó. Và đây là vô âm lượng của cổng A và cổng B. Cổng A thì em đang đánh full, đang để mức âm lượng rất nhỏ, đó là 2%. Và súp em đang để 13% và cắt súp trực tiếp trên máy lưng tiếng anh em nhé. To nhỏ thì em đánh trực tiếp máy lưng tiếng này. Anh em có thể nhìn thấy rất là bạo lực luôn anh em nhé. Tắt full này, tắt full này, để anh em cùng nghe thấy cái độ bạo lực của nó. Với đánh súp thì anh em cần phải đeo tai nghe vào để thấy được cái độ uy lực của những cục súp này. Rất là uy lực luôn anh em nhé. Đấy, đang cắt, em đang cắt ở tầm 85 Hz anh em nhé. Đấy, anh em cùng đeo tai nghe, rung hết nhà luôn anh em nhé. Rung hết nhà luôn. Đấy, rung hết nhà luôn rồi. Và sẽ lên tí full để anh em cùng nghe. Ok. Dùng những chiếc máy lưng tiếng giá rẻ để cắt tốt, anh em có thể nghe thấy được cái chất âm của nó. GHD này thì chạy rất mát anh em nhé, chạy rất là mát luôn. Đánh xúc kép nhẹ nhàng luôn, anh em có thể đi sâu thực hiện. Với những cục đẩy này thì nó rất là gọn nhẹ và anh em bê vác khi di chuyển nó cũng rất là dễ dàng. Chỉ 20kg thôi anh em nhé, 20kg thôi, rất là nhỏ gọn. Và đây là những con demo của bên em, anh em có thể nhìn thấy đây là những con demo của bên em. Và đây là hàng mới nguyên thùng anh em nhá, nguyên thùng nguyên hộp, test gửi cho bác khách hàng đây. Rất là uy lực luôn. Âm lượng full thì em để rất nhỏ thôi, mà cái công lực của nó cho ra thì rất là mạnh mẽ. Và cốt em đang cắt trên máy lưng tiếng, anh em có thể nhìn thấy full âm lượng của nó để rất bé anh em nhé. Mà đã rung hết cả nhà rồi, rung hết cả nhà với đánh súc kép. GHD chỉ sử dụng 4 sò anh em nhé, 4 sò thôi. Nhưng bán cái nguồn của nó rất lớn, cái nguồn của nó em đã mở cho anh em xem rồi. Anh em có thể nghe thấy tiếng cửa đồ đạc đã bắt đầu rung rồi. Đấy. Đấy, anh em có thể nghe thấy rất là bạo lực luôn anh em nhé. Rất là bạo lực. Ngồi trước xúc kép tức cái ngực luôn anh em nhé. Ngồi trước xúc kép này tức cái ngực luôn. Đấy, thì hôm nay có test cho cục đẩy lưới là 2150 này cho các khách. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ với em qua số này bên dưới. Bác này đã đặt cọc trước cho bên em đó là 500.000 và số tiền còn lại mà bác phải thanh toán đó là 8.200.000 đồng. Cục đẩy này với giá đó là 8.700.000 đồng, bao ship tới tất cả anh em. Rồi chào tất cả anh em, cảm ơn bác đã tin tưởng và mua hàng. Anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp anh em nhá. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.